Vừa qua, Chi bộ trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh Đào Thị Thanh Trúc, lớp 12A7. Trúc là bí thư chi đoàn 12A7, tham gia chiến dịch Hoa Phượng Đỏ từ năm 2014 đến nay, là học sinh ba tích cực cấp quận 2 năm liền, học sinh tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành năm 2015. Tại buổi lễ, Thanh Trúc đã hứa quyết tâm phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa cho những mùa Hoa Phượng Đỏ tiếp theo và hoạt động công tác đoàn trong thời gian sắp tới phát huy tốt vai trò của một người đảng viên trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thầy cô, bè bạn đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui trong ngày đáng nhớ của cô học trò, cũng là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ vừa tròn 18 tuổi này.